Mình theo cái nghề này thì được khoảng 9 năm nay rồi bạn ạ. Vì trước đây cũng là vì đam mê vừa chơi, sau đó thì cũng vừa chuyển sang là vừa chơi sưu tầm và cũng vừa giao lưu trao đổi mua bán luôn. Liên quan đến cái tiền con hổ thì nó rơi vào tầm khoảng 10 loại khác nhau. Còn thì mình kinh doanh rất nhiều loại khác nữa, ví dụ như là tiền xưa, tiền cổ hay là tiền số đẹp, tiền nước ngoài, rất nhiều các loại khác nhau. Nay vì do cái đại dịch Covid nó hoành hành ấy, nên là tác động rất nhiều tới cái nhu cầu của chi tiêu của người dân. Nên là theo như mình nhận định ấy, thì cái nhu cầu bị giảm tương đối nhiều so với những năm trước. Bởi vì do kinh tế cũng kém nên là người dân cũng mua sắm và tiêu dùng ít hơn. Tiền mà in hình hổ ấy, thì là cái tiền 2 đô in hình hổ này là vẫn được nhiều người săn đón nhất. Sau đó đến cái tiền in hình hổ của Việt Nam. Tiền được phát hành năm 1972 của Việt Nam ở dưới thời Việt Nam Cộng Hòa và do Mỹ phát hành tiêu dùng tại miền Nam Việt Nam. Cái tờ tiền này thì nó có yếu tố bảo an, khi bạn soi lên ánh sáng ấy thì sẽ nhìn thấy là cái hình bóng chìm cô gái Việt Nam ở đây và cái sợi đai bảo hiểm để tránh làm giả. Và cái cặp đồng xu Úc mã vàng mã bạc như này. Đây là ba cái loại mà được mọi người săn đón nhiều nhất. Còn cái tiền mà in hình hổ của Việt Nam xưa của mình ấy thì giá thị trường nó sẽ dao động trong khoảng từ 150 cho tới 250.000 một tờ. Còn tiền in hình hổ của Ấn Độ thì giá sẽ dao động trong khoảng từ 60 đến 80.000 đồng một tờ tùy theo số lượng. Thì cái cặp đồng xu Úc mạ vàng mạ bạc thì giá thị trường sẽ khoảng 120.000 cho tới 150.000 đồng một cặp đó. Cái 2 đô in hình hổ mạ vàng của Mỹ thì giá thị trường sẽ khoảng 120 đến 150.000 trên một bộ combo như thế tùy theo cái số lượng.